Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game H5H2 nè hả? Con này phi cực khủng luôn nha anh em. Hôm nay thì cũng có vài anh em hỏi là kiếm mấy dòng game H5 cho anh em hả? Thì một số anh em yêu cầu là kiếm về chơi để sao ta? Đỡ phải cài đặt cũng như là nó nhẹ máy cho anh em hả? Ừ mà heo thấy cũng đúng thiệt, mấy dòng này thì nó nhẹ máy. Đầu vô thì chúng ta có được một cây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 tỷ lực chiến. Thời trang ít hơn hả? 10 triệu kim cương với một bình nước A-Ship tăng lực 5 bù anh hiệu 3 con bò cùng đầu vô nhau. Rồi, trời ơi, nhanh chóng liền, khôn liền, bắt đầu chúng ta vô, bắt đầu kéo qua, đầu chậm đỏ, kích vô liền. Khôn liền quá, đâu rồi, đó, kéo xuống, đâu rồi, đây. Kích vô liền, xác nhận luôn. Trời ơi, không minh mà. Chơi nhân vật nữ không nha, không chơi nhân vật nam nha. Ở đây là khuê phòng của mấy bạn nữ nên là chúng ta sẽ không xài mấy bạn nam vô hả? Rồi, lực chiến lên 2 tỷ mốt. Vậy rồi con quái nào đánh lại chúng ta anh em? Chưa nhận VIP nữa nè. Đây, VIP 15 hả? Con lành luôn, quái nào đánh lại chúng ta? Thôi rồi luôn, lên. Đâu rồi, cái viên đâu rồi? Đó, cắn gái lên luôn, level 80 luôn. Có thể đi chuyển sinh luôn hả? Ok man, một đống danh hiệu danh thiết gì luôn. Rồi qua VIP. Đâu rồi, lụm ha. Rồi qua VIP tiếp. Đó, lụm luôn. Rồi ban hội, rồi tiệm tầm bảo VIP thần binh hả? Không, đó phải chạy nhiệm vụ nguyên liệu nè. Nguyên liệu thì mấy cái này rảnh thì vô mua thôi. Chứ giờ đang review cho anh em chắc là sẽ không vô. À, mấy cái này phi nè. Phi thì lụm thôi à. Ờ, đời chơi game là vậy, hơi phi thì cứ lấy. À, có lắc xúc sắc nữa hả? Đâu. 5 nút. À, đây, hiểu rồi. Ở trên xuống, đó. Mấy nút thì lụm mấy nút hả? Rồi ok luôn, giờ còn có một cây xúc sắc, ba cây xúc sắc. Còn mấy cái ô ngoài này mới ngon nè, nhưng mà không biết làm sao mà ra được mấy cái ô ngoài đó luôn. Rồi mặc đồ vô mấy em, trời nắng nóng mặc bikini đi ngoài đường nó sẽ bị đen da hết hả? À. Rồi nhanh chóng liền, nhanh chóng bơm điểm vô liền. Rồi nâng lên liền. Oh man, lên được diễn sinh bao nhiêu đây? Đó, tu vi chỉ tốt. Ok, lên 18 hả? Mở cánh hết luôn. Diana hân hạnh tài trợ chương trình này, mở luôn. Rồi đâu rồi, lẽ nào. Đó. Mờ ảo gì không biết, thôi phi hăng để từ từ đi hả? Đó. Rồi cánh, rồi đồ. Nãy quay ra được gì không ta? Thời trang hay gì không? Không có thời trang. Điểm phi hăng đen, rồi xong bội gì nè. Rồi, không có gì trong này hết. Bây giờ chúng ta đến với thông tin server cái hả? Để cho nó nằm ở đây đi. Đây, thông tin server. Đây gì à? Lôi Phong H5 hả? Khai mở server 10 vào 10 giờ ngày 17 tháng 6 2022. Link game Lôi Phong H5.com. Tặng VIP 17 BMW cộng 100 tỷ kim nguyên bảo. Tặng set 18 chuyển VIP
hẻ Chí Tôn, hẻ Hán, tặng hẻ tặng quà nạp đầu khi chơi game, update chuyển sinh 18888 ha. Đua top lực chiến 7 ngày, top 1 áo chuyển gì 7000 chuyển vũ khí rồi cộng tài liệu vật phẩm lễ bao nhân 10000. Rồi thời trang thăng cấp nhân 20000 cộng 20000 chuyển sinh đan. Đó, top 1 ha, 23 thì y vậy cũng ít hơn tí. Rồi nạp ATM Momo nhận được thêm 30% giá trị hệ nạp. Hotline rút quà khủng cho anh em tâm quyết này nọ ha, quá ngon. Trời ơi, có một cái ông top nhìn đẹp quá anh em. Wow. Ok, xúc tiến nhận quà vậy nè. Ồ, có tân hữu phúc lợi gì nè anh em. Nào nào nào. Ở đây có tân hữu phúc lợi lụm luôn ha. Chắc có code này quá. Rồi về. Rồi phúc lợi. Thường là nó nằm ở trong này nè. Phúc lợi thông báo mã kích hoạt. Nhớ là nhận trong này mà ta. À chắc là nó dài quá anh em. Đúng rồi. Ok. Thì chứ là mình dừng khoảng là 2 giây. Vậy ba mẹ mày. Đâu rồi đây. Đó. Ok. Lụm liền. Rồi ngon rồi, ngon rồi. Quà tiếp tục luôn. Rồi đại lễ vui vẻ gì nè, lụm luôn. Ồ, vậy tính ra game này ra cũng được một thời gian rồi đó anh em ơi. Nè, đó, Việt Nam vô địch này nọ hả. Ồ, chơi game này được à, có lý nè. Đấy. Gì đây, cái này gì đây. Vũ khí hả, thú nhận hả. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ôi trời má, vũ khí bự như vậy. Quan trọng là mấy cái viên đó làm sao để ăn nè. Hình như người là không thể nuốt được mấy cái viên đó rồi đó. Trời ơi. Ô, có hẻ 100k luôn nè anh em. Wow. Oh man, bộ thần vũ hả? Lam Nguyệt thần vũ 3 bộ luôn. Wow. Ngon. Ui trời ơi. Cót ngon quá. Ok. Bà mẹ nó. Em không lấy được anh em. Ok vậy cho lẹ. Rồi còn gì không ta. Hết rồi. Đó. Mặc đồ giấu em. Đó. Ô. Vậy là mỗi đứa được một bộ. Ngon lành luôn. Trời rồi. Cuộc đời mấy em linh hương ha. Mỗi đứa lực chiến đâu 2. 2 tỷ 7. 500, 600, 600 hết ha. Thì sẽ cho heo con một cái áo thì phải ạ. Đâu rồi, cái áo đây. Cái áo hú, nọ, mặc vô liền. Ok, 2 tỷ 6, 2 tỷ 7, mấy con này mà chạy nhiệm vụ thì thôi rồi luôn. Để heo chạy nhiệm vụ lên level cao rồi chúng ta mở mấy con boss ra đánh thử coi nó ra sao hả. Coi có được thêm thời trang rồi nữa không hả. Đó, lên test cho anh em tận tình vậy luôn mà. Anh em nhớ like, share mạnh tay vô hả. Đó, và cũng như là server mới chuẩn bị open hả. Server 10 vào 10 giờ ngày 17 tháng 6 hả. Đó, có đồ này nọ trên fanpage game hả. Anh em nào có chơi thì lên đó tải về. Đủ 12 tỷ. Có lòng 12 ức là tương đương với 1.200.000.000. Wow, còn hơn ở đây nữa anh em. Ở đây 100 tỷ hả. Ở đây sao 12 tỷ ta. Ok, cái đó thì từ từ nghiên cứu, nhưng mà bao nhiêu đó xài cũng không hết đâu anh em. Ok, để chạy cái nhiệm vụ lên level cao cái hả. Đó, chạy nãy giờ lên level cũng cao rồi. Bây giờ chúng ta quan trọng là không biết có đánh được mấy con boss này không. Trước mắt chưa kiểu chiến được. À ok, vô được rồi. Đó,
mà quan trọng chính mã chưa. Rồi ok, thắng rồi. Đúng 30k. Wow, oh my god. Ừ mà quên, mình còn cái thẻ 100k đài. Ủa 10k thôi hả? À 10k nhưng mà hai cái là 100. Yêu 30k nè con. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Quá thơm, quá thơm. Ồ, phần quà hồi nãy mình chưa nhận hết cho mày nữa nè. Đây, có gì đây? Ồ, ủa, cái này đâu ra vậy ta? Mấy cái này nó có những món mà hình như là lực chiến rất cao luôn, và có những món thì lực chiến thấp. Nhưng mà theo kinh nghiệm của heo thì nếu anh em chơi chính á, thì chúng ta nên vào và xem coi món nào lực chiến cao, món nào lực chiến thấp ha. Còn anh em nào mà chơi test như heo thì mở đại, nó cái nào đẹp thì lụm thôi. Đấy, kinh nghiệm của tôi đấy anh em à. Còn cái gì đây? Dấu chân hả? Hay là cái gì vậy? Tùm lum hay không biết luôn anh em ơi. Ôi code thật là xịn sò con bò anh em ơi. Cái gì đây? Oh man, thẻ chí tôn hả? Wow, thẻ nguyên tạp luôn. Ôi rồi, server này là nhờ một trong những server mà heo thấy phi nhiều nhất và ok nhất mà heo từng thấy luôn hả? Nó gọi là sao ta? Rất xịn sò con bò. Ok, lượm cái này đi. Rồi hồi nãy là con nào? Con này đúng không? Nó chưa có cây vũ khí luôn á. Chết mẹ chưa. Rồi. Ủa? Ủa nhớ là có lượm cho nó một cái cánh mà ta. Em nhớ là em có lượm cho nó một cái cánh. Rồi bây giờ. Ủa? Mình chọn lộn cái gì rồi. Ủa, nó vẫn còn nè. Ủa, một cái món cái áo nữa đâu rồi ta? Rồi, không biết luôn các bạn ơi. Nhưng mà heo biết một cái là hình như boss ra, boss giả ngoại ra đồ hôm nha. Vô lụm thêm con nữa coi. Cái này là chúng ta vô tàn sát boss luôn mà. Đây, boss giả ngoại ra vé nạp kim nguyên bảo rất nhiều hả. Rồi hồi VIP chí tôn luôn. Ngon ngon ngon. Nó có ra mấy cái đường gì không ta? Để qua coi coi. Không, không thấy cái đường. Không thấy cái đường anh em. Vậy là chắc một là nó random, hay là nó không ra hả? Qua boss thần vật coi. Con này mày phải chết. Đó, ra vé nạp nữa hả? Ôi men, phiên bản ra vé nạp kinh thế. Cái gì đây? Này là boss cùi mà đúng không? Này là boss cùi, boss thường thôi anh em. Đúng rồi, cái này là boss thường thôi, ra trang bị. Như thường là chúng ta nên đi. Đúng rồi, nên đi bí cảnh á. Bí cảnh nó mới ra được mấy cái lâu lâu nó rớt cả thời trang ha. Đó, nè. Xí bàn thời trang nè. Đó, ok, đúng rồi. Bản này ra luôn. Gen phó bản ra được rương thời trang nha anh em. Đâu rồi, đây. Trời ơi. Quá đúng luôn rồi. Đó, hồi nãy giờ có mà chúng ta không nhìn thấy hả? Bây giờ thấy rồi các bạn ơi. Ông già Noel nè hả? Rồi, lụm tiếp. Trời ơi, dễ gì tôi bỏ qua. Tôi sẽ đi càng quét cái phó bản bí cảnh luôn. Và bí cảnh này như là 30 giây hơn 1 phút gì nó ra một con đó các bạn. Đó, được thêm tối nữa kìa. Trời ơi. Xong rồi con ơi. Đó, 1 phút ra một con nha. Trời ơi, vậy là thời trang là chúng ta Vô số thời trang luôn. Đó, rồi xong rồi, lụm xong rồi hót ra. Rồi vô lụm tiếp. Well. Cái này là gọi là một cuộc tàn sát mấy con boss nha anh em. Đó. Rồi kỳ này là mít rồi, không có rồi anh em ơi. Đúng rồi, mít rồi. Nhưng mà không biết là mít đợt trước hay đợt này. Bé nạp theo còn để đó nữa kìa. Trời.
Đạp tiếc gì đó mấy chú ơi. Có bộ này xấu nha. Ok, bộ này đi. Con này nó có thời trang rồi, nó có vũ khí. Con này chưa có vũ khí nè. Con này có cánh chưa ta? Con này có cánh rồi. Con này thì chưa. Đây, cho mày một cái cánh nè. Đó. Con này chưa có cánh nha. Rồi thì ok, link heo sẽ đợi dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về nha. Thì nhắc lại, Lôi Phong H5 khai mở server 10 vào 10 giờ ngày 17 tháng 6 nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Phiên bản vì rất nhiều game nguyên bảo và thời trang trên quái rồi đang chuyển sinh đồ vô số kể. Lực chiến hồi nãy giờ là được 14 tỷ rồi nè. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt.